Sau đây, các em chúng ta cùng theo dõi những lời dặn dò của cô. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ có phần khởi động bài học nhé. Cô cho các con chúng ta 3 tấm hình. Vậy thì những hình ảnh trên đã gợi cho các con nhớ đến địa danh nào ở Việt Nam? Cô gợi ý đây là một tỉnh có nhiều đồng bào Chăm đang sinh sống. Các con đã có câu trả lời chưa? Hôm nay cô sẽ thông qua 3 cái tấm hình này để mà gửi đến các con một câu chuyện, và câu chuyện rất là gắn liền với hình ảnh đầu tiên. Các con sẽ thấy hình ảnh đầu tiên có rất là nhiều vàng bạc châu báu, đúng không? Vậy thì cô sẽ kể cho các con một câu chuyện, đó là một thành phố chứa đầy vàng bạc và châu báu. Các con chúng ta cùng lắng nghe nha. Địa điểm di tích Ốc Eo nằm ở chân núi Ba Thê, nay thuộc xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Nay đất bồi đẩy cái vùng đất này vào sâu bên trong đất liền, cách biển tận 20 cây số. Nhưng ngược về đầu công nguyên thì Ốc Eo nằm ở vị trí bước một bước là sẽ ra tới biển. Những năm 40 của thế kỷ 20 thì nhiều người dân khi làm ruộng nhặt được khá nhiều vật quý như là chuỗi vòng đá quý, nhẫn vàng bạc, mặt ngọc, nhìn không khác mấy với những đồ nữ trang trưng bày trên cửa hàng vàng bạc thời nay. Do vậy, cuối tháng 2 năm 1944, chính quyền Pháp đã tổ chức khai quật di tích Ốc Eo, mà người đứng đầu là nhà khảo cổ học lừng danh Malloret. Và một số lượng đồ trang sức rất lớn đã được ông Malloret công bố, bao gồm 1.311 món nữ trang vàng, cân nặng 1.120 gram. Sau đó, ông còn thu mua lại từ những người đào trộm di tích hàng trăm món, cân nặng được 453 gram. Đáng kể có một thỏi vàng nguyên khối nặng đến 378 gram, tức khoảng 10 lạng. Số hạt ngọc và đá quý đào và thu lại được là 10.062, trong đó có 779 viên là đào được, còn lại ông thu từ trẻ con nhặt được khi đi theo đoàn khảo cổ. Sau năm 1975 thì phát hiện thêm khoảng 100 món trang sức vàng, 443 hạt đá quý, hơn 120 con dấu, 2.000 mảnh vàng. Các con thấy đây đúng là một tài sản khổng lồ, đúng không? Và nó xứng danh với cái tên gọi là một thành phố chứa đầy vàng bạc châu báu. Và hình ảnh đầu tiên các con chúng ta quan sát, đây chính là họa sĩ đã vẽ minh họa lại để miêu tả sự giàu có của cảng thị cổ Ốc Eo, dựa trên những hiện vật được tìm thấy thuộc nền văn hóa Ốc Eo và những di tích kiến trúc còn lại dưới chân núi Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và câu chuyện về cảng thị Ốc Eo đã cung cấp cho các nhà khoa học những bằng chứng quan trọng để nghiên cứu về sự giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á 10 thế kỷ đầu công nguyên. Vậy thì quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á 10 thế kỷ đầu công nguyên như thế nào? Các con chúng ta cùng với cô sẽ tìm hiểu qua bài số 13 nhé. Bài 13. Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Mục tiêu bài học. Sau khi học xong bài học này, các con chúng ta nắm được mối liên hệ giữa khu vực Đông Nam Á với thế giới bên ngoài từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Nội dung bài học gồm có 2 phần. Phần thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về quá trình giao lưu thương mại. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình giao lưu văn hóa. Và tiết học ngày hôm nay, cô và các con chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã. Đó là, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã. Đó là quá trình giao lưu thương mại. Cô mời các con
cùng quan sát lược đồ con đường thương mại trên vùng biển Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Nếu như trên slide của cô lược đồ có nhỏ thì các con có thể tham khảo thêm trong sách giáo khoa trang số 68 nhé. Các con nên nhớ là trước khi chúng ta quan sát một lược đồ hay là một bản đồ thì cần phải nghiên cứu phần chú giải nằm ở phía góc trái của tấm lược đồ. Các con chúng ta sẽ cùng quan sát với cô nhé. Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về vị trí địa lý ở khu vực Đông Nam Á rồi đúng không nào? Bây giờ các con nhìn vào lược đồ và trả lời cho cô câu hỏi như sau. Theo em, vì sao tuyến đường thương mại trên vùng biển Đông Nam Á được hình thành? Các con vừa quan sát lược đồ, vừa quan sát những nội dung kiến thức trong sách giáo khoa trang số 67 và 68 sẽ có câu trả lời. Vào những thế kỷ đầu công nguyên, nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc, Ấn Độ và xa hơn là Địa Trung Hải đã mở ra tuyến đường thương mại quan trọng trên vùng biển Đông Nam Á. Như vậy, nguyên nhân chính là nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa những khu vực như là Trung Quốc, Ấn Độ và Địa Trung Hải đã thúc đẩy cho việc mở ra những tuyến đường thương mại trên vùng biển Đông Nam Á đó các con à. Và thuyền buôn của nhiều nước trên thế giới đã có mặt tại đây, mở ra quá trình giao lưu thương mại giữa Đông Nam Á với thế giới bên ngoài. Đây chính là tấm hình cô minh họa cho các con về sự tấp nập, đông đúc của thuyền buôn trên những khu vực có cảng biển. Và tiếp tục quan sát lược đồ con đường thương mại trên vùng biển Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10 thì các con chúng ta hãy mô tả lại con đường mà thương nhân nước ngoài đi qua vùng biển Đông Nam Á. Các con chúng ta sẽ thấy đó là sẽ đi từ vùng Mahabalipuram đến Rangoon, đi qua những khu vực khác nhau như là Ốc Eo này, và sẽ đến khu vực Kalinga và lên khu vực Tuyền Châu nha. Vậy thì các con chúng ta sẽ thấy là cái tuyến đường thương mại này rất là tấp nập. Và đây cũng chính là những cái cảng thị có mặt từ rất sớm ở khu vực Đông Nam Á. Trong đó có cảng thị Ốc Eo mà cô đã giới thiệu cho các con vào đầu tiết của bài học. Và mời các con cùng quan sát những tấm hình sau đây. Hình ảnh 13.1, những đồng tiền của nhiều khu vực khác nhau trên thế giới được tìm thấy ở các cảng thị của Vương quốc Phù Nam. 13.2 là gương đồng thời Hán ở Trung Quốc, nằm ở di chỉ Ốc Eo, tỉnh An Giang. Và 13.3 là những mảnh vàng thuộc văn hóa Ốc Eo, thuộc di chỉ Gò Tháp ở tỉnh Đồng Tháp. Vậy thì những hiện vật trong các tư liệu đó đã chứng minh điều gì? Các con sẽ thấy là có rất là nhiều những hiện vật như là đồng tiền, gương đồng ở các quốc gia, ở những khu vực khác nhau trên thế giới đã được tìm thấy ở Đông Nam Á. Vậy thì những hiện vật trong các tư liệu đó đã chứng minh điều gì? Những hiện vật trong các tư liệu này là minh chứng cho việc một số nơi ở Đông Nam Á đã có hoạt động buôn bán và có sự hiện diện của thương nhân nước ngoài những thế kỷ đầu công nguyên. Cho nên là các con sẽ thấy là những hiện vật của những quốc gia trên thế giới đều có mặt ở những vương quốc thuộc khu vực Đông Nam Á.
Cô mời các con cùng đọc sách giáo khoa trang số 67 và 68 và trả lời cho cô câu hỏi như sau. Trình bày hoạt động giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong 10 thế kỷ đầu công nguyên. Khi các con chúng ta đọc sách giáo khoa thì những câu hỏi này đối với các con rất là đơn giản đúng không? Bởi vì những câu hỏi này đều được nằm trong sách giáo khoa hết. Vậy thì các con chúng ta đã có câu trả lời như thế nào? Trên con đường giao thương qua vùng biển lúc bấy giờ thì Đông Nam Á không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt và lượng lương thực dồi dào mà đây còn là nơi trao đổi những sản vật có giá trị như là hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô, đặc biệt là trầm hương, một mặt hàng có giá trị cao. Cô mời các con chúng ta cùng đọc một em có biết sách giáo khoa trang số 68. Các con chúng ta biết là trầm hương là một sản vật có giá trị dùng để làm cống phẩm và trao đổi, mua bán với nước ngoài. Và xưa kia thì vùng Khâu Tha Ra, tỉnh Khánh Hòa ngày nay đó các con, vẫn được gọi là xứ trầm hương. Sau đây, cô cho các con chúng ta cùng quan sát những hình ảnh giới thiệu cho những cái mặt hàng giá trị ha. Đây chính là cây hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai và trầm hương. Thì các con chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm này ở trên Google nhé. Và việc giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi nào ở khu vực Đông Nam Á trong 10 thế kỷ đầu công nguyên? Đây là một câu hỏi rất quan trọng trong bài học này. Các con chúng ta đã đọc sách giáo khoa và đã có câu trả lời chưa? Việc giao lưu thương mại đã có 3 tác động rất là tích cực. Tác động thứ nhất đó là thúc đẩy sự ra đời của những trung tâm thương mại tại khu vực Đông Nam Á. Và ý nghĩa thứ hai đó là nhờ vào sự thương mại trao đổi hàng hóa mà cư dân ở các quốc gia cũng có cái sự giao lưu văn hóa với nhau. Và tác động thứ ba đó là sự phát triển nhanh của lịch sử khu vực và tác động trực tiếp đến sự ra đời của những vương quốc cổ nằm trên con đường giao lưu đó. Và cô mời các con chúng ta cùng đến thăm một di tích. Đây là di tích Đền Tháp Mỹ Sơn, được UNESCO công nhận đó là di sản văn hóa thế giới. Và di tích Đền Tháp Mỹ Sơn ngày nay thuộc tỉnh Quảng Nam. Và với những thế kỷ đầu công nguyên thì nó chính là vương quốc Champa. Cô mời các con chúng ta cùng ghi nhận những ý chính của phần 1 La Mã, quá trình giao lưu thương mại. Cô sẽ cho các con chúng ta 2 phút để ghi bài nhé.
Nếu như các con chúng ta chép bài chưa kịp thì có thể bấm tạm dừng slide để chúng ta hoàn tất việc chép bài vào tập nhé. Đây là phần hướng dẫn học tập. Cô lưu ý các con, chúng ta cần phải chép bài đầy đủ vào tập và học bài. Tiếp theo thì các con chúng ta sẽ đọc sách tiếp phần 2 La Mã bài 13 Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Thì tuần sau chúng ta sẽ học phần 2 La Mã, đó chính là về quá trình giao lưu văn hóa nhé. Và đặc biệt là các con chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên lần 4. Thì đây chính là bài kiểm tra thường xuyên cuối cùng để cho các con chúng ta gỡ điểm. Nếu như những bài trước chúng ta bị điểm thấp thì cô cũng sẽ cho các con đề cương để mà các con chúng ta dựa vào đề cương học bài và tiến hành làm bài kiểm tra về nội dung như sau. Môn sử sẽ có hai bài, đó là bài 9 Trung Quốc cổ đại, các con chúng ta học phần 4 La Mã. Bài 10 Hy Lạp cổ đại thì các con chúng ta học cho cô 2 La Mã và 3 La Mã. Về môn địa thì chúng ta sẽ tiến hành ôn tập bài 5 Vị trí trái đất trong hệ mặt trời là phần 2 La Mã. Bài 6 thì các con chúng ta học hết bài chuyển động từ quay quanh trục của trái đất và hệ quả nhé. Và cô lưu ý là chúng ta cũng sẽ có 10 câu trắc nghiệm để cho các con chúng ta làm bài. Và các con chúng ta nhớ cố gắng làm bài thật cẩn thận và ôn bài thật là tốt nhé. Cô chúc các con chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể học tập tốt hơn. Và chúng ta sẽ thật nỗ lực, thật cố gắng để bài kiểm tra thường xuyên lần 4 và những bài kiểm tra sau này đều sẽ được điểm cao nhé. Và cô mến chào tạm biệt các con.